Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình tư vấn và giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Medamark. Quý vị thân mến, ngày nay có thể nói quạt treo tường là một trong những sản phẩm gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình, và nó được trải đều từ phòng khách, phòng ăn cho tới phòng ngủ nữa, đúng không ạ? Nói chung là quạt treo tường là một trong những dụng cụ giúp giải nhiệt mùa hè rất là hiệu quả trong mỗi gia đình và rất là tiện lợi nữa, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì trong chương trình tư vấn và giới thiệu sản phẩm của đầu siêu thị điện máy Medamark, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị một trong những sản phẩm như vậy, thiết kế đẹp mắt, vận hành êm ái, cùng với đó là một hiệu năng sử dụng rất là tuyệt vời. Đó chính là chiếc quạt Coax CVK7210 bên cạnh thành hiệu ngay lúc này. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem chiếc quạt này có điều gì đặc biệt nhé. Quạt treo tường Coax CVK7210 có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và đẹp mắt, phù hợp với không gian gia đình từ phòng khách đến phòng ngủ hay nhà bếp. Bề mặt quạt lúc nào cũng sáng bóng, dễ dàng vệ sinh. Chiếc quạt 7210 này thì được trang bị điều khiển bằng núm xoay kết hợp với cả dây kéo. Núm xoay ở đây thì được thiết kế bằng chrome, tăng khả năng chống mài mòn và độ bền rất là tốt. Còn dây kéo thì ở đây thể hiện cái sự chắc chắn, và kiểu thiết kế này thì là một trong những kiểu thiết kế rất là truyền thống, giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng. Và đặc biệt là dây bên phải dùng để điều chỉnh tốc độ, dây bên trái thì để điều chỉnh chế độ quay. Nhìn chung là có thể đem lại cái sự tiện lợi nhất định, và tất cả những thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. 5 cánh quạt đường kính 40cm tạo làn gió trải rộng, làm mát hiệu quả ở không gian lớn. Lồng quạt chắc chắn, đan khít an toàn, phù hợp với các gia đình có cả trẻ nhỏ. Quạt treo tường Coax thì có 3 tốc độ gió lần lượt từ 1 đến 3, rất dễ điều chỉnh. Và rõ ràng là cho tất cả mọi người, những người sở hữu chiếc quạt Coax này có thể có một sự lựa chọn phù hợp nhất với từng điều kiện thời tiết và từng mục đích sử dụng khác nhau. Gió nhẹ mang đến độ mát vừa đủ, gió vừa mang đến sự mát mẻ dễ chịu, gió mạnh giúp đánh bay cơn nóng. Thêm một ưu điểm nữa của chiếc quạt Coax này mà cá nhân Thanh Hiếu muốn đem đến cho quý vị, đấy là khả năng tiết kiệm điện của nó. Quạt làm mát thì rất là nhanh nhưng lại tiết kiệm điện với công suất chỉ là 50W mà thôi. Quạt có khả năng xoay chiều trái phải lên tới 120 độ, lên xuống trong phạm vi 40 độ, mang đến luồng gió trải đều khắp phòng. Các bạn thân mến, quạt Coax 7210 này chạy rất êm và rất an toàn, bởi vì tất cả những tiêu chuẩn về độ ồn này, về độ an toàn và độ tiết kiệm đều được trang bị trên chiếc quạt Coax này, giúp cho người dùng có thể yên tâm nhất và giúp đảm bảo tiết kiệm tối đa đối với người sử dụng. Vì thế mà khi sử dụng thì tất cả chúng ta đều hài lòng về sự khác biệt của chiếc quạt Coax này với tất cả những dòng quạt khác. Một trong những vấn đề mà nhiều người sử dụng thường gặp trong việc sử dụng quạt đó là khi mà để lâu ngày hoặc là sử dụng lâu ngày thì quạt thường bị bụi bẩn, và với nhiều dòng quạt khác nhau thì sẽ có những cái độ dễ dàng trong việc tháo lắp khác nhau. Và việc mà chúng ta cần phải vệ sinh quạt thường xuyên sẽ giúp tăng hiệu năng sử dụng và tăng tuổi thọ của quạt nữa. Chiếc quạt Coax này thì được nhà thiết kế cái việc tháo lắp rất là dễ dàng và vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Rồi ạ, tất cả những ưu điểm, những thông tin về chiếc quạt Coax CVK7210 này đã được Thanh Hiếu giới thiệu cho quý vị từ đầu tới bây giờ rồi. Và mức giá để quý vị có thể sử dụng chiếc quạt này chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Một mức giá khá là hợp lý với một chiếc quạt vận hành êm ái, tiết kiệm điện, rồi khả năng làm mát cũng rất là nhanh nữa. Và tất cả những ưu điểm mà chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị rồi. Nếu như quý vị mong muốn sở hữu sản phẩm này thì hãy comment ở phía dưới video này của chúng tôi. Đồng thời, sản phẩm này thì được bảo hành 24 tháng cùng với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Chúng tôi sẽ để một đường link khuyến mãi ở bên dưới, quý vị hãy truy cập vào đó nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn và giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Medamark ngày hôm nay. Quý vị có bất cứ băn khoăn và thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi thông qua các website thegioidienmay.com hoặc mediamark.vn. Đồng thời quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline 1900 6788. Tất cả các nhân viên của Medamark sẵn sàng giải đáp tất cả những băn khoăn, những thắc mắc của quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.